Mình tên là Bùi Quang Cường. Bé nhà mình là một trong những cháu đầu tiên học trường HOS. Cháu học được mấy tháng rồi? Trong quá trình mà bé học ở đây thì điều gì khiến cháu có điều kiện ấn tượng nhất? Cái đồ mình ấn tượng nhất đầu tiên đó là cái cơ sở vật chất của trường rất là khang trang. Thì mình có tham gia cái buổi Open Day của trường thì mình được thăm cơ sở vật chất, thăm phòng học của các cháu, thăm nhà ăn này, rồi là thăm các phòng nghệ thuật, phòng âm nhạc. Thì mình thấy là cơ sở vật chất đây rất là đẹp và phù hợp để các cháu có thể vui chơi, có thể học tập một cách tốt nhất. Anh có thể kể một cái kỷ niệm mà anh ấn tượng nhất trong quá trình bé học ở trường được không ạ? Bé học ở trường từ khi mà học tham gia học HOS thì bé về nhà bé rất là cảm giác tương tác với bố mẹ rất là tốt. Và cái mình nhớ nhất là cứ bình thường cứ buổi sáng thức dậy mình gọi cháu đi học ấy thì cháu cảm giác như là nó ẻ oải và khó chịu khi đi học. Nhưng mà từ khi học HOS thì khi mình cháu đang ngủ mình chỉ cần gọi là con nên chuẩn bị đi học đi, và đến HOS thì là cháu rất là hào hứng. Và cái địa điểm học của mình đây thì còn qua cái trường cũ của cháu, thì cháu lại gọi là không, con đi học HOS cơ, con không học ở đây đâu, con đi học HOS cơ. Thì đấy cái là mình nghĩ rất là vui, tại vì cháu cảm giác cháu hào hứng đến trường hơn là trước đây. Cộng với cả ở nhà thì cháu rất là ý thức, có nghĩa là đã biết cách là sắp xếp đồ đạc, rồi là sắp xếp đồ chơi của mình, rồi là khi đi vào nhà là cất dép ở đâu, là cháu rất là ý thức. Mình thấy là cái khả năng của cháu bắt đầu tăng lên rồi, nhận thức của cháu tăng lên khá nhiều.